mẫu hình lý tưởng để nam cư sĩ noi theo. Bây giờ thầy sẽ đọc chánh kinh cho quý vị. Đây là trong chánh kinh, kinh Tăng Chi, chương 2 pháp, phẩm Hy Cầu, kinh Hy Cầu. Cư sĩ có tính tâm, này các tỳ kheo, nếu hy cầu một cách chân chánh sẽ hy cầu như sau: mong rằng ta sẽ như gia chủ Xích Tá và Hát Thá Cá ở A La Vi. Đây là cán cân, này các tỳ kheo, đây là chỗ đo lường đối với các đệ tử cư sĩ của ta, tức là gia chủ Xích Tá và Hát Thá Cá ở A La Vi. Vậy là trong cái đoạn kinh này, Phật nói với người cư sĩ có tín tâm nha, với người cư sĩ có tín tâm thì ở đây phải hướng về hai vị, một vị tên là Xích Tá và một vị tên là Hát Tha Cá. Đó, hướng về hai vị này. Và thưa quý vị á, để thầy nói tổng quan, có 8 cái hình mẫu lý tưởng cho 4 chúng. Đối với quý thầy tỳ kheo á, với người xuất gia mà như quý thầy nè, thì hướng về hai vị thánh tăng, đó là ngài Xá Lợi Phất đệ nhất trí tuệ và ngài Mục Kiền Liên đệ nhất thần thông, là quý thầy, quý người xuất gia tăng. Còn chư ni á, quý sư cô xuất gia, thì hướng về hai cái hình mẫu lý tưởng, đó là ai? Đó là ni sư Khe Ma và Liên Hoa Sắc. Khe Ma là trí tuệ đệ nhất và Liên Hoa Sắc là thần thông đệ nhất. Đối với nam cư sĩ á, là hướng về ngài Xích Tá và ngài Hát Tha Cá mà lát nữa chúng ta sẽ học. Còn đối với nữ cư sĩ á, là hướng về ai? Nữ cư sĩ á, là hướng về một á, là hướng về cô gái lưng gù. Và quý vị nghe cô gái lưng gù không? Là Khu Dứt Ta Rá đệ nhất pháp sư nha, mà trong cái thân tướng là bị gù. Và mà một vị nữa, vị nào cái tự nhiên thầy quên rồi ta, thầy uống nước cái thầy nhớ. Đó là cô Uttara, cái cô mà bị tạt cái chảo dầu vào người á, cô đệ nhất tu thiền, cô bị tạt chảo dầu vào người mà không có bị phỏng á, tại vì cô an trú trong trong cái tâm thiền, từ tâm. Thì hôm sau mình sẽ học về về cô Uttara và cái cô gái lưng gù đệ nhất pháp sư, đệ nhất thiết giảng trong cư sĩ nữ nha. Bây giờ thầy mời quý vị chúng ta sẽ đi vào ngày đầu tiên, là đây là một vị cư sĩ nha quý vị nha, cư sĩ nam, là ngài Xích Tá. Xích Tá Machim Kasandika đệ nhất thuyết pháp. Cái ngài cư sĩ này á, được Đức Phật tán thán là đệ nhất thuyết pháp. Quý vị biết không, với người xuất gia bên tăng á, đệ nhất thuyết pháp là thầy nào biết không? Đệ nhất thuyết pháp bên tăng là thầy Phú Lâu Na. Còn đệ nhất thuyết pháp bên ni là ai hả? Là Thâm Ma Đín Ná. Từ từ mình sẽ học với các vị đó nha. Còn đệ nhất thuyết pháp ở công cư sĩ nam á, là ngài Xích Tá này. Còn đệ nhất thuyết pháp bên cư sĩ nữ á, là cô gái lưng gù mà hồi nãy thầy nói đó, hôm sau chúng ta sẽ học. Và sẵn đây thầy cũng giới thiệu đến quý vị luôn, là cách đây khoảng 2 tuần á, thầy thấy có nhiều Phật tử đề nghị, và thầy nghĩ cái duyên nó cũng đến lúc á, nhiều Phật tử là thấy thầy giảng trong các cái bài pháp hay kể chuyện về bậc thánh, về Đức Phật và các vị thánh tăng á. Với lại thầy thấy thầy cũng là người nhiều chuyện lắm, cho nên thế là thầy cách đây khoảng 2 tuần á, thầy mới làm ra một cái kênh riêng. Cái kênh đó chuyên về chuyện kể Phật giáo thôi, chuyện kể Phật giáo. Thưa với quý vị là trưa nay thầy mới giảng được 4 ngày về các bậc thánh tăng, những câu chuyện về các bậc thánh, về Đức Phật và về các vị câu chuyện liên quan đến Phật giáo. Thì nếu quý vị muốn nghe chuyện Phật giáo á, mỗi ngày thầy kể khoảng 10 phút à. Lâu lâu thì có ngày thầy kể là mà 2 clip, mà clip 10 phút thôi. Lâu lâu lắm có ngày thì 2 clip, 3 clip, mà thường là một vị là thầy kể khoảng 10 phút một cuộc đời tổng quan của các ngài. Nếu mà quý vị thích nghe, quý vị lấy xuống cả 100 cái câu chuyện. Bữa giờ thầy giảng trong 2 tuần vừa rồi thầy giảng cũng được khoảng 4-50 clip rồi đó. Quý vị cho con cháu của mình nghe những câu chuyện đó. Và nghe những câu chuyện về các bậc thánh đó, đặc biệt lắm quý vị. Là tại sao? Là mình thấy á, mỗi vị mà trước khi thành Phật á, mỗi vị có cái hành trang, có cái quá trình tu học khác nhau. Mình thấy mỗi vị thành tựu khác nhau. Mà tại sao các ngài lại thành tựu khác nhau đó? Là nó vì cái lời nguyện của các ngài á, vì cái lời nguyện của các ngài,
rồi các ngài tinh tấn tu tập nhiều kiếp á, rồi mới được cái địa vị đó, hay được cái quả đó. Giống như ngài Sita nè, tại sao Đức Phật không tán thán những đệ tử khác, nam cư sĩ khác là đệ nhất thiết pháp, mà ngài lại tán thán ngài Sita là đệ nhất thiết pháp? Nó phải có cái duyên gì đó. Và bây giờ quý vị nhớ giùm thầy này nha, một cái chi tiết nè, quan trọng nè. Đó là một vị thánh đệ tử xuất gia hoặc là tại gia muốn được Đức Phật xác tín. Xác tín là giống như mình nói là công nhận á. Mà công nhận ở đây là công nhận trước số đông nha, trước thính chúng, chứ không phải công nhận cá nhân. Là một vị đệ nhất về cái công hạnh nào đó, thì vị đó cần 4 điều. Cần 4 điều. Quý vị muốn biết cái này, quý vị ra vườn thiền á, có hình 75 vị thánh đó. Mình thấy không? Có 75 vị thánh, hôm nay mình học 2 ngày. Lát nữa quý vị ra vườn thiền nhìn cái hình của 2 ngày nhờ hôm nay mình học nha. Thì các cái vị đó muốn được xác tín là đệ nhất, ví dụ như đệ thức thiết pháp bên cư sĩ là ngài Sita, ngài Phú Lâu Na đệ nhất thiết pháp bên tăng, hoặc ngài A Nan là đệ nhất đa văn, ngài La Hầu La là đệ nhất hiếu học, ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất trí tuệ, ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất đa văn. Sáng hôm nay thầy mới giảng cái ngài có ngài Phá Đí Giá. Ngài Phá Đí Giá vì biết là ngài là đệ nhất gì không? Đệ nhất quý tộc. Đệ nhất quý tộc đi tu. Mà ngài là vua, ngài đi tu á. Mình đặt câu hỏi như nè, thời Phật có nhiều người là vị vua đi tu đó, mà tại sao ngài này được gọi là đệ nhất quý tộc? Đệ nhất thì số 1 thôi, nhưng tại sao gọi đệ nhất? Là vì vậy nè quý vị, cũng có nhiều vị vua đi tu, nhưng mà dòng dõi bên nội bên ngoại sau đó có người có thể là thường dân, đúng không? Còn ngài Phá Đí Giá là ngài đi tu á, là dòng dõi bên nội bên ngoại ngài toàn là trong là dòng dõi vua chúa không à, cho nên mới gọi là đệ nhất quý tộc. Hoặc là hồi sáng nay thầy mới giảng ngài Ca Lưu Đà Di á, vì biết ngài Ca Lưu Đà Di không? Có nghe không? Ngài Ca Lưu Đà Di là ngài là đặc biệt được Đức Phật xác tín là gì? Đệ nhất gieo rắc niềm tin. Gieo rắc niềm tin đó, tức là ngài này ngài có cái hạnh đặc biệt lắm. Có cơ hội là ngài tạo duyên cho Phật tử về với Phật pháp, ngài mong muốn làm cho Phật pháp được lan truyền, được lan tỏa cho nhiều người biết. Ngài là đệ nhất làm cho các gia đình hoan hỷ và gieo rắc niềm tin. Vậy thì quý vị thấy không? Một vị mà được Đức Phật xác tín như vậy đó là phải có cái duyên gì đó. Và nhớ giùm thầy có bốn cái điều kiện để được Đức Phật xác tín nha, là một cái vị mà đệ nhất về một cái công hạnh nào đó. Thứ nhất á, là cái vị đó phải phát nguyện. Nhưng phải phát nguyện à, phải phát nguyện. Ví dụ, thầy nói ví dụ nè, quý vị có cái nguyện là con nguyện học theo cái hạnh là tu tập tâm từ. Con nguyện ai con cũng thương, ai con cũng thương, ai con cũng thương. Rồi, hoặc là quý vị nguyện là con nguyện trở thành trong kiếp tương lai nào đó trở thành một bậc thánh đa văn. Đa văn là học rộng nghe nhiều. Hoặc là con nguyện trở thành một bậc thánh đầu đà như ngài Ca Diếp á. Thì quý vị biết không, đầu tiên là mình nguyện trước. Mà lạ cái này nè, là khi mà mình nguyện á, mình nguyện lâu ngày, lâu ngày, lâu ngày, cái nguyện trong tâm mình á, mình nhắc nhở thì đời sống hàng ngày của mình á, cái khuynh hướng tâm lý hàng ngày của mình sẽ thường đầu tư để phát triển về cái nguyện đó, tức là những cái hạnh về cái đó. Ví dụ như mình nguyện là cho con phát triển cái hạnh tâm từ nha, thì quý vị sẽ đầu tư, dĩ nhiên là các thiện pháp mình vẫn làm, nhưng riêng cái việc mà tâm từ là mình sẽ đầu tư rất là nhiều để mình thực tập tâm từ. Mình thấy một con kiến, một em gián, một em dế, một em gì mình cũng giết nữa, huống chi là con người, mình không muốn ai làm tổn thương hết. Tại vì mình đang nguyện mình thực hành tâm từ mà, cho nên là khi mình nguyện cái gì đó thì cái khuynh hướng tâm lý của mình đó, sẽ hướng về thực tập cái hạnh đó rất là nhiều. Đặc biệt không? Ví dụ như mình nguyện là cho con có được đa văn đệ nhất là ham học. Mà mình nguyện trời con đa văn học rộng nghe nhiều, mà học rộng nghe nhiều mà con có ăn với ngủ không sao con học rộng nghe nhiều được. Thì mình nguyện được học rộng nghe nhiều đa văn thì mình tự nhiên mình sẽ đi về cái khuynh hướng là ham học pháp, ham tu học lắm, ham học pháp lắm để mình được đa văn. Đó, vậy thì đầu tiên là vị đó phải phát nguyện nha, phải phát nguyện. Nguyện xong rồi, xong chưa? Thường mình là xong rồi đó, còn mình là xong rồi đó. Nhưng chưa, các bậc thánh nguyện xong rồi nha. Thực tập liên tục nhiều kiếp. Thực tập nhiều kiếp nha quý vị, chứ không phải một kiếp đó. Mà nhiều kiếp đó là bao lâu? Các vị thánh mà được Đức Phật xác tín là đệ nhất về một công hạnh nào đó, thì cái thời gian mà các ngài thành tựu cái công hạnh đó nha là 100.000 đại kiếp. Cái này quý vị nghe lại Phật pháp cơ bản, nhưng mà đại ý thầy nói vắn tắt cho quý vị hiểu như vậy. Là khi các ngài phát nguyện rồi, các ngài liên tục bổ túc các ba la mật đó trong khoảng thời gian là 100.000 đại kiếp. Đại ý mình dễ hiểu là một cái khoảng thời gian rất là dài.
Vậy là nguyện rồi, nguyện xong rồi sao? Hành cái lời nguyện đó, bổ túc các cái lời nguyện đó liên tục nhiều kiếp, nhiều kiếp, nhiều kiếp. Chứ không phải như mình là con phát đại nguyện, nhưng mà phát xong rồi để đó. Bây giờ mình nghĩ lại đó là nguyện đại, chứ không phải là đại nguyện đâu. Nguyện đại, phải không? Nguyện đại chứ không phải đại nguyện. Còn đại nguyện là gì? Nguyện xong rồi sao? À, nguyện xong rồi thực hành nhiều kiếp nha. Đó là điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ ba nè, là cái kiếp cuối cùng, tức là cái kiếp mà vị đó đắc thánh đó, và đạt được Đức Phật xác tính là đệ nhất về cái công hạnh nào đó nha. Thì cái kiếp cuối cùng đó, thì trong hàng đệ tử của Đức Phật, vị đó nổi trội nhất về cái công hạnh đó. À, vị hiểu ý này không? Tức là cái kiếp cuối cùng á, là cái vị đó nổi trội nhất về công hạnh đó. Thầy nói ví dụ như thời Đức Phật, cũng có nhiều vị tu hạnh đầu đà, nhưng mà nổi trội nhất trong hạnh đầu đà là ngài, ngài nào? Ngài Ca Diếp. Thời Đức Phật cũng có nhiều vị đa văn, nhưng mà nổi trội nhất trong đa văn là ngài A Nan. Thời Đức Phật cũng có nhiều vị là bậc thánh tứ tuệ phân tích, có trí tuệ chứ, nhưng mà trí tuệ số 1, dĩ nhiên mà không tính Đức Phật nha, nổi trội nhất là ngài Xa Lợi Phật. Đó, mình thấy vậy đó. Tức là cái kiếp cuối cùng trước khi được Đức Phật xác tín, thì vị đó nổi trội nhất về cái hạnh đó. Và điều kiện thứ tư là được Đức Phật xác tín trong một dịp nào đó trong hội chúng. Thì bốn cái điều kiện đó thì mới trở thành một cái vị thánh gọi là đệ nhất về một công hạnh nào đó. Nó khủng khiếp không? Khủng khiếp, dài lắm nha quý vị. Cho nên quý vị thấy không? Cái lời nguyện nó quan trọng lắm. Nguyện lâu nó thành gì? Nguyện lực. Mình nguyện mà ai mình cũng thương đó, mình nguyện lâu ngày nó thành cái lực, là mình thấy ai mình thương, nó thành một cái sức mạnh luôn, là sức mạnh của từ tâm. Mà đến sau này khi mình tu tập càng giỏi mà mình nhập định tâm từ luôn đó nha quý vị nha. Là khi mà mình nhập định trong tâm từ luôn là coi như là lúc đó cái người nào mà thầy nói giả dụ đi nha, quý vị là bạn bè với nhau, mình tặng cho bạn mình một món quà mà bạn mình đang an trú trong định tâm từ, là cái món quà mình tặng tới nó phước nó khủng khiếp lắm. Để biết tại sao không? Gần như là đa số chúng sanh là nghĩ về cái chuyện ích kỷ là nhiều, thấy không? Đa phần là nghĩ ích kỷ là nhiều, nhưng cái người trong tâm từ đó là tâm họ rộng lớn lắm, từ vô lượng mà. Tất cả chúng sanh không phân biệt chúng sanh nào, cái người mà đang tu tập trong từ người đó đều thương hết. Một người mà trong tâm họ là cái đối tượng là mênh mông như vậy, và một người mà trong tâm đang ích kỷ thì mình cúng vào, mình tặng vào hoặc mình cho vào cái người mà đang an trú tâm từ, cái phước lớn lắm. Cho nên bản thân thầy nha, cũng như thầy chia sẻ với quý thầy với chú đệ tử của thầy á, khi mà các con được Phật tử á, mình là người đi tu, mình được Phật tử cúng dường cho mình là người đi tu, mình không có đi làm, đàn na tín thí lo cho mình tứ sự, cơm ăn áo mặc nhà ở thuốc trị bệnh, hay là thí chủ á, người ta lo cho mình về tứ sự, điều kiện để cho mình đủ cái duyên mình tu học, mình tu học cho xứng đáng để mình trả ơn cho Phật tử. Và thầy nói là lúc mà Phật tử cúng cho các con, ví dụ người ta cúng cho con một hộp sữa, người ta cúng cho con một cái bánh, người ta cúng cho con tịnh tài tịnh vật á, thì lúc mà người ta đưa tới cho con á, con nhớ là con an trú trong tâm từ, hoặc là con an trú trong tâm tỉnh giác chánh niệm, thì khi họ cúng dường cái vật phẩm đó chạm vào con, chạm vào cái tâm của con, là họ chạm vào cái tâm từ, thì lúc đó cái phước của họ lớn hơn. Và đó là cách mà con trả ơn cho Phật tử, đó là cách thầy trả ơn cho quý vị á. Nên khi mà quý vị cúng dường cho thầy cái gì á, thầy giữ tâm thầy để thầy rải tâm từ, hoặc giữ tâm từ, hoặc là thầy giữ cái tâm thầy đang niệm ơn Đức Phật, để trong tâm thức của thầy lúc đó nó được thanh tịnh á, nó được trong định, thì lúc đó trong thầy đang an trú trong cái tâm niệm ơn Đức Phật, quý vị cúng cái dường cái vật phẩm vào á, thì nó sẽ phước hơn là lúc đó thầy đang nghĩ chuyện này chuyện kia, hoặc thầy đang buồn giận ai đó. Và đó là cách thầy trả ơn cho Phật tử, những cái người họ lo cho thầy, để mà thầy là có điều kiện để thầy tu học đó. Còn xa hơn nữa nha, mình có cái duyên mình mà gặp được một vị đắc thiền đắc thánh thì thôi. Cho nên quý vị hay nghe thầy nói không, khi mà mình có duyên mình chỉ cần cúng một hộp cơm thôi, đến một vị đắc thánh nha, hoặc đắc thiền cúng một hộp cơm rồi, như thế là đủ rồi đó. Như thế là đủ rồi đó. Đủ đây là đủ gì? Đủ phước sanh thiền rồi đó. Cho nên trong cái bài kệ hồi nãy á, quý Phật tử hát tặng cho đại chúng ca ngợi ơn Đức Phật đó, có cái câu cuối là câu gì? Xin một lần đảnh lễ, hạt bụi dưới chân người chỉ cần bấy nhiêu thôi, mãn nguyện kiếp luân hồi. Đó, mình cung kính Đức Phật và đảnh lễ mà hạt bụi mà chỗ Đức Phật đi qua là mình cung kính Phật vậy đó. Chứ không phải là mình nói là mình cung kính hạt bụi, nhưng mà mình cung kính cái hạt bụi chỗ Đức Phật đi qua,
vậy thôi là mình hạnh phúc, mình nói có lời trong cái kiếp luân hồi rồi đó. Đó thì mình hiểu được như vậy á, quý vị nên cố gắng nha, học về các thánh đệ tử và để cho mình có những cái lời nguyện riêng. Thầy biết là ở đây có người nguyện là con có cái nguyện là không có họ tranh hành giành với ai hết, tính con hiền lành, con có muốn tranh giành với ai hết, là quý vị đang học hạnh của ngài Tu Bồ Đề đó. Nay mai quý vị lên nghe thầy giảng mấy cái bài chuyện kể Phật giáo đi, mỗi vị có một cái hạnh riêng, rồi mình nhìn lại mình coi mình có cái khuynh hướng về cái hạnh gì. Nhưng mà ví dụ như cái khuynh hướng này thì khó nè, con là con thích đa văn, học rộng nghe nhiều, nhưng mà có cách nào không học mà hiểu không thầy, thì cái đó không có. Không có cái chuyện không học mà hiểu thì không có. Là mình nguyện là con nguyện được trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất, nhưng mà có khi nào con ngủ dậy con được trí tuệ như ngài không? Không có, phải không? Nguyện xong rồi phải sao? Hả? Phải hành, chứ không phải là nguyện xong tự nhiên có được nha. Đó thôi, mình đi một vòng như vậy để bây giờ mình bước vào học về ngài Xích Tá nè. Cái tên Xích Tá có nghĩa là gì? Xích Tá quý vị tiếng Bali có nghĩa là tâm, tâm thức của mình đó. Nhưng mà Xích Tá cũng có nghĩa là sự trang hoàng, sự tô vẽ, sự trang hoàng. Cho cái tên Xích Tá của ông ở đây không có nghĩa là tâm, mà nói về cái sự trang hoàng, sự tô vẽ. Quý vị biết tại sao không? Là tại vì á, cái ngày mà sinh ông ra đó thì nó có một cái phước rất là đặc biệt nha. Thôi thì thầy cứ nói theo lịch sử của các ngài, mà ai mà cho thầy mê tín thì thôi thì thầy chịu thôi. Là tại vì có những cái là như vừa rồi thầy giảng về ngày Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, thầy mới dẫn chứng như là tại vì trong mà kinh nói về ngày Mục Kiền Liên á, thần thông của ngày Mục Kiền Liên nha, có thể là bóp nát núi Tu Di, vỡ được, có thể cuộn cái trái đất được với thần thông của ngài đó, chứ không phải ngài cuộn trái đất. Quý vị hiểu không? Ngài có thể dùng cái thần lực đó như vậy được. Ngài có thể làm cho một cái giảng đường rung động được. Ngài có thể làm cho cái lâu đài trên cung trời rung động được. Thì khi mà thầy giảng những cái chi tiết đó, tại vì nói về ngài Mục Kiền Liên, nói về thần thông mà, là thầy bị chúng sanh là cho ném đá nhiều dữ lắm. Chúng sanh ném đá đạo của khoa học mà nói cái chuyện đầu lao mê tín và đồ không. Quý vị hiểu không? Cho nên ý thầy muốn nói gì, khi mà nói cái gì nó vượt qua cái thấy cái nghe của mình á, thường mình ít có chấp nhận. Trừ cái người mà hiểu đạo á. Cái người mà hiểu đạo, hoặc là thầy nói ví dụ, quý vị thấy chư thiên không? Không. Quý vị tin có chư thiên không? Có không? Có chứ, phải không? Giờ thầy hỏi nè, quý vị mà tin có ngạ quỷ không? Có, dù mình đâu có thấy đâu. Đó. Thì ở đây có những cái, có những người họ chỉ tin cái gì mà họ thấy trước mắt. Thầy hỏi đâu phải tự nhiên mình đẹp đâu. Mình đẹp bởi cái gì nó vô hình đó mình mới đẹp. Cái phước nào đó hôm nay mình mới đẹp. Cái phước nào đó hôm nay mình mới khỏe đó. Cái phước nào đó hôm nay mình mới tạm gọi là no ấm đó. Có cái phước gì đó mà cái phước nó vô hình mà. Chứng minh sao rất là khó. Thì cái ngài Xích Tá này nè, ông khi mà ông sinh ra đó là lạ cái là giống như là có hoa rơi xuống. Có hoa rơi xuống. Mà mình học về lịch sử của ông á, quý vị biết không? Là tại vì trong tiền nghiệp quá khứ á, có một kiếp vào thời Đức Phật Ca Diếp á, ông cúng dường cho một cái vị sa môn, cho một cái người đi vào làng khất thực, ông cúng dường đến cái vị sa môn đó. Và lúc đó đó thì ông mới thỉnh cái vị đó về nhà thọ trai, tức là về nhà cúng dường. Thì trên cái đường thỉnh về cúng dường á, ngài rải hoa. Ngài rải hoa để ngài cúng dường, bởi vì biết không? Một tâm mà động mười phương. Khi mà quý vị á tôn kính Đức Phật nha, tôn kính bậc thánh á, một niệm thôi là phước nó khủng khiếp lắm. Cho nên cái câu á là niệm Phật một câu á phước sanh vô lượng á là chính xác nha. Nhưng mà phải là cái trường hợp nào, chứ không phải mình ngồi Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cái lát cái quên cái chìa khóa ở nhà, Nam mô chìa khóa Phật, cái cô đó cô quên cái chìa khóa, cô qua chìa khóa Phật đó. Phước đâu không có, nó ít lắm, phước ít lắm. Nhưng mà một niệm của mình mà tôn kính Phật, mà trong định mà tôn kính, vừa có đức tin mà có hiểu biết, là một niệm đó là phước sanh thiên. Đó là cái chuyện là có phước sanh vô lượng là có, nhưng mà với cái điều kiện nào nha. Thì ở đây á, vì trong cái tiền nghiệp quá khứ á, ngài rải hoa đó, ngài cúng dường đến một cái vị thánh như vậy, và ngài nguyện là cho con á, khi mà có những cái sự kiện đặc biệt thì có hoa rơi xuống. Thôi thì thầy nói về tin hay không chuyện của quý vị nha. Nếu thầy không giảng thì thiếu thì sao. Rồi bữa nào quá thầy mà giảng về chư thiên nữa, quý vị biết có một lần có trên ngọn núi á nha, hôm đó chư thiên xuống rất là đông, và chư thiên có hào quang á, xuống sáng rực ngọn núi luôn, mà đến nỗi á, ở dưới dân chúng người ta nhìn lên ngọn núi đó, người ta tưởng cái núi đó bị cháy nha. Mà là vì do chư thiên đông á đó, giảng tới đây là thầy bị chửi nữa. Mê tín nữa, có chánh kinh, có nguồn, có đàng hoàng nha. Vào thời Đức Phật Thắng Liên Hoa,
Quý vị nhớ giùm thầy cái chi tiết quan trọng này nè. Sau này quý vị nghe chuyện thầy kể hoặc là nghe giảng á, quý vị nhớ như nè, cách đây 100.000 đại kiếp thì có Đức Phật Thắng Liên Hoa xuất hiện. Bây giờ hỏi một câu thế này nè, các bậc thánh A-la-hán tu tập bao lâu thì ngài thành thánh nha. Bây giờ mà có cái câu hỏi đó thì quý vị phân biệt giùm thầy bậc thánh A-la-hán á, có những bậc thánh A-la-hán này nè. Một là bậc A-la-hán thôi, nên là A-la-hán thông thường không có một cái đệ nhất nào hết. Còn mà A-la-hán mà được dùng là đệ nhất là khác nha, cũng là A-la-hán mà có cái đệ nhất. Thứ nhất là có vị thánh A-la-hán, thứ hai là A-la-hán đệ nhất. Đệ nhất hay tối thắng, tức là cái vị đó có một cái hạnh nào đó nổi trội nhất, gọi là A-la-hán đệ nhất hay là A-la-hán tối thắng, tối thượng, được chưa? Thứ ba là A-la-hán thượng thủ. Riêng A-la-hán thượng thủ á, là chỉ có hai vị thôi, chỉ có hai vị thôi, đó là ngài nào? Ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Rồi có thêm một vị A-la-hán nữa nè, A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Và A-la-hán Chánh Đẳng Giác đó chính là Đức Phật. Rồi vậy thì cái thời gian mà tu tập của các ngài đó khác nhau, khác làm sao nha? A-la-hán không có một cái gì mà đặc biệt, công hạnh nào đặc biệt á, nổi trội, thì cái vị đó tu cái khoảng thời gian bất định, nhưng mà dưới 100.000 đại kiếp, được chưa? Dưới 100.000 đại kiếp. Rồi A-la-hán mà có một cái đệ nhất nào đó thì là 100.000 đại kiếp. Cái gì nó phải có cái thời gian, không thể nào mình trồng cái ớt cái sáng mai có ớt ăn liền, không thể nào mình trồng cái xoài ngày mai có cái xoài ăn liền. Cái gì nó phải có cái thời gian để bổ túc ba la mật. Mình nói cái gì nó phải có cái giá của nó, giá bánh bèo hay giá bánh xèo, phải không? Giá là giá bánh bèo hay giá bánh xèo. Các ngài tu dài dài thì các ngài sẽ có được cái gì, cái mình nói cái quả vị, cái đệ nhất nào đó gọi là đệ a la hán đệ nhất, thì thời gian phải là 100.000 đại kiếp. Thứ ba, a la hán thượng thủ, tức là hai cái vị cánh tay trái tay phải của Đức Phật á, là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên, thì thời gian tu của các ngài là một a tăng kỳ 100.000 đại kiếp, được chưa? Rồi a la hán Chánh Đẳng Giác là Đức Phật Thích Ca của mình đó, là tu bao lâu? Nếu mà quý vị nói gọn á nha, tính từ lúc được thọ ký thì Đức Phật Thích Ca tu 4 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp. Còn nếu mà tính từ lúc lần đầu tiên ngài phát nguyện ngài tu thành Phật á, thì là 20 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp. 7 a tăng kỳ đầu ngài phát nguyện trong tâm, 9 a tăng kỳ sau ngài phát nguyện ra lời, và 4 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp từ tính từ lúc được thọ ký, là tổng cộng là 20 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp. Nghe xong nãy giờ quý vị rối luôn rồi đúng không? Đó là khoảng thời gian tu của các ngài đó. Còn mình là thích mì ăn liền đúng không? Sao mì ăn liền được, cái gì phải có cái giá của nó, đúng không? Đâu có thể nào mình nguyện cái ngày mai mình làm được. Thì ở đây á, mình biết rằng là một cái vị mà tu đệ nhất về một cái công hạnh nào đó là thời gian của các ngài 100.000 đại kiếp. Thì khoảng thời gian 100.000 đại kiếp trước đó là thời của Đức Phật Thắng Liên Hoa. Cho nên khi quý vị cứ nghe nói vị thánh mà đệ nhất là toàn gặp Phật Thánh Liên Hoa không à. Tại vì cách 100.000 đại kiếp được Đức Phật Thắng Liên Hoa thọ ký. Thì vào cái thời đó đó, ngài Xích Tá này nè là ai? Ngài đi, ngài là một nam gia chủ Xích Tá tương lai đi nghe pháp, thấy Phật ấn chứng cho vị nam cư sĩ đệ nhất thuyết pháp, nên ngài hoan hỷ cúng dường trai phạn và phát nguyện thành tựu. Đó đầu tiên phải phát nguyện, quý vị thấy không? Bao giờ các ngài cũng phải phát nguyện hết. Mà lời phát nguyện này cách đây 100.000 đại kiếp. Rồi sau đó ngài làm rất là nhiều cái việc thiện, liên tục bổ túc các ba la mật, cho tới cách đây hơn 2.500 năm tại Ấn Độ. Thì lúc này ngài là ai? Thì quý vị vào cái chỗ đời sống hiện tại đó, thì có gửi tư liệu thấy không? Rồi, đời sống hiện tại á, kiếp sống hiện tại thời Đức Phật Gotama là Phật Thích Ca, ngài tái sanh làm trưởng giả cai quản ngân khố, tức là ngài rất là giàu ha, cai quản ngân khố ngài giàu có lắm. Thời điểm sanh ra, toàn xứ sở được bao phủ bởi nhiều cánh hoa rực rỡ màu sắc từ không trung rơi xuống, nên ông được gọi là Xích Tá. Xích Tá có nghĩa là tâm, mà ở đây Xích Tá không có nghĩa là tâm nha, mà Xích Tá có nghĩa, còn có nghĩa là trang hoàng tô vẽ, tức là cái sự kiện mà ngài sanh ra đó được rất là nhiều hoa trang vàng tô vẽ cho cái sự kiện của ngài sanh ra. Mà khi mình đọc về cái lịch sử của ngài thì mới biết là tại sao có cái chuyện đó, đúng không? Nó tại sao có cái chuyện đó là tại vì ngài làm một cái phước đặc biệt quá, rồi ngài nguyện cái điều đó, cái những cái sự kiện đặc biệt là có cái chuyện mà hoa rơi xuống. Giống như trong đời của mình đó, có nhiều người họ có cái phước rất là lạ quý vị nha. Hôm trước thầy có giảng cháu cấp cô độc á,
khe má cá, anh thanh niên này anh có một cái phước đặc biệt, anh đẹp, ai nhìn anh cũng mê, mấy cô gái ai nhìn anh cũng mê, trừ cái thân quyến của anh thôi. Đặc biệt không? Tại vì kiếp trước anh có phước anh nguyện cái đó, trong một cái tiền nghiệp quá khứ liên hoa sắc cũng nguyện vậy, ai nhìn cổ cũng mê, mà mê thiệt nha, tại vì cổ có phước và cũng nguyện cái đó. Còn có những vị á, ngày nguyện là như thần thông như ngày Mục Kiền Liên, hay là đầu đà như ngày Ca Diếp, mỗi ngày có cái nguyện khác nhau. Thì cái người có phước á quý vị, họ nguyện mà ở đây thì mình học Phật pháp á, mình nên nguyện cái gì nó chính đáng, cái gì nó phát triển cái pháp thiện á, chứ đừng có nguyện như cái anh khẽ mát cá, anh cúng dường cho Phật Ca Diếp xong cái anh nguyện ai nhìn anh cũng mê. Mà anh có phước, người ta nhìn ảnh người ta mê thiệt quý vị. Mà nhưng mà tại vì ảnh nguyện cái lời nguyện đó mà anh mê trong các dục, chứ không phải là mê để tu tập, để trở thành một bậc thánh. Đó. Thì ở đây á, là khi mà ngài sanh ra là có nhiều cái hoa rơi xuống. Một lần nọ trưởng lão Mahanama đến nơi này giáo hóa, gia chủ Xích Tá gặp liền hoan hỷ mời ngài về để giảng pháp. Sau bài pháp ngài chứng quả A-na-hàm, rồi ông xây một tịnh xá cúng dường để vị ấy trú ngụ. Rồi vậy là ngài Xích Tá ngài chứng thánh A-na-hàm. Nói chung mà đọc về cái này quý vị có cái giáo lý cơ bản vì dễ hiểu lắm. Bây giờ ai hỏi quý vị là Phật tử cư sĩ á nha, tu tập có chứng thánh không? Quý vị trả lời được không? Có chứng được không? Được. Nhớ giùm thầy nha. Chư tăng chứng gì, chư ni chứng gì, cư sĩ chứng được hết luôn. Chứng được hết. Sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán, cư sĩ chứng được hết. Nhưng mà riêng có một cái này nè, riêng tứ quả A La Hán á, tứ quả là A La Hán á, thì nếu mà ở cái hình tướng là cư sĩ á mà chứng á nha, thì trong ngày hôm đó, đừng có để qua sáng hôm sau, là trong ngày hôm đó muốn duy trì cái tuổi thọ là phải vị đó phải xuất gia. Còn nếu không xuất gia thì cái vị đó sẽ nhập niết bàn, mình gọi ngoài đời là chết. Nhưng mà ở đây các ngài không có khổ nữa nha, các ngài niết bàn mình gọi là mất á. Còn nếu mà cái vị đó muốn tiếp tục duy trì cái tuổi thọ tiếp thì cái vị đó phải xuất gia, đến khi nào hết tuổi thọ thì mất. Riêng có cái trường hợp quả thứ tư đó thôi, A La Hán thôi. Còn tại sao mà không có duy trì được tuổi thọ, là giống như các ngài trong kinh Mi Tiên nói là giống như mình bỏ một cái hòn đá á, vào một những cái bụi lâu á, thì nó không có nâng đỡ được cái hòn đá đó. Giống như là cái bụng mình yếu á, mình ăn cái đồ mà khó tiêu nó không tiêu được. Thì với thân phận của cư sĩ á, thì quả vị A La Hán không có nằm trong cái hình tướng người cư sĩ, nên họ có thể chứng được, nhưng mà chứng thông thì phải xuất gia hoặc là niết bàn trong ngày hôm đó. Nó vậy thôi. Thì ở đây ngài Xích Tá là ngài chứng được quả A Na Hàm. Quý vị biết không? Có một lần thầy nghe một anh cư sĩ gọi cho thầy, anh nói là con tu tập con không có ước mơ chứng thánh A La Hán gì đâu thầy, con chỉ mong chứng sơ quả Tu Đà Hoàng thôi, quả thánh đầu tiên thôi. Thì thật ra thì quả thánh đầu tiên mới là khó nhất nha quý vị, khó nhất, khó nhất. Ngài Xá Lợi Phất là điêu luyện, là thuần thục, đưa chúng sanh từ phàm phu lên sơ quả làm thánh. Còn ngài Mục Kiền Liên là thuần thục trong cái việc đưa chúng sanh từ sơ quả lên tứ quả. Có những cư sĩ người ta tu tập chứng thánh quả là có, nhưng thầy thưa quý vị là không có nhiều, không có nhiều nha. Quý vị biết tại sao không? Người cư sĩ mà đắc thiền còn khó nữa, huống chi đắc thánh. Là tại vì người cư sĩ là còn nhiều cái chuyện bận rộn lắm, đa đoan bận rộn, cơm áo gạo tiền, cuộc sống mưu sinh, và rất là nhiều cái chuyện mà phải lo á. Cho nên thường sẽ không chú tâm hết vào trong cái việc mà tu tập như người xuất gia được. Cho nên đó là thầy mong người cư sĩ Phật tử là quý vị học những cái pháp căn bản đó, để quý vị có thể phát triển những cái thiện pháp. Còn mà ai mà có duyên xuất gia được thì tốt. Có những người họ có cái duyên lành nào đó trong quá khứ á, họ thấy một cái đời sống cư sĩ, một cái đời sống gia đình, hoặc là một cái đời sống vật chất đó, không có đáp ứng được những cái nhu cầu tâm linh của họ, và họ muốn có một cái gì đó cao siêu hơn, cao xa hơn, và họ đi tìm cái đời sống tâm linh để mà họ thực tập. Và thầy đọc trong lịch sử của các vị thánh đó, có nhiều vị làm vua, làm quan, làm triệu phú đi tu rất là nhiều. Mình đặt câu hỏi đó nha, mình đặt câu hỏi vậy nè, tại sao mà các vị đó có thể bỏ một cái ngai vàng, bỏ một cái địa vị làm vua, làm quan, một luận sư, một cái tỷ phú đi tu, mình nói vui, mình bỏ như bỏ đôi dép vậy đó. Là tại vì các vị biết không, một là cái duyên lành của cái vị đó nhiều kiếp, hai là tại vì các vị đó có cái an lạc nào đó trong cái đời sống tu tập, cho nên cái vị đó mới đi tìm. Đến thời nay vẫn có nhiều người thầy biết là đi tu, cái vị đó bên ngoài vừa có bằng cấp, vừa có tài sản, nhiều cái đầy đủ thành tựu lắm, mà cái vị đó cảm thấy nó còn thiếu cái gì đó, và cái vị đó đến với đời sống xuất gia để vị đó tìm cái cao xa hơn.
Và đó cũng là một trong những lý do quý vị mà sau này khi mà tạm ổn xong, cái thầy nhận rằng người xuất gia là như vậy đó. Là thầy biết là có nhiều người họ cũng muốn xuất gia, mình tạo cái duyên, cái môi trường để cho người đó phát triển pháp học hoặc là pháp hành để đi xa hơn trong cái đời sống tâm linh. Thì cái tỷ lệ mà đi xuất gia nó rất là khó nha, rất khó, tu rất là khó. Ai mà nghĩ đi tu dễ là phải xét lại nha. Đó, huống đi tu mà quyết tâm còn khó nữa, nhiều khi bán mạng mà tu còn chưa thấy đâu nữa. Vì mà lâu lâu thầy nghe, thầy cho con vô con tu đi thầy. Sao con đi tu, con bị thất tình, thầy cho con vô chùa con tu. Thầy nói, trời ơi, sống chết đây tu chưa nổi, con thất tình vô con tu. Cái bữa nào con hết thất tình thì con ra làm sao con. Mà có những người trường hợp như vậy đó, có nhiều người họ buồn, họ đi chùa. Thì thôi buồn thì đi chùa cũng được, nhớ không? Buồn đi chùa, nghe pháp, lễ Phật, tụng kinh cũng được. Nhưng mà quý vị nghĩ cái mình đi tu vì một cái gì đó mà buồn phiền đó, nó khó lắm, nó khó lắm. Dĩ nhiên trong cái lúc buồn nào đó mình vẫn nương vào lời kinh á, ý pháp á, để mình vượt qua cái nỗi buồn. Nhưng mà để đi xa trong con đường tu tập á, là phải sao? Rất là tha thiết ạ. Và ngày này thì Ngài được chứng quả A-na-hàm. Ngài xây dựng một cái tinh xá để Ngài cúng cho Ngài Mahanama. Hôm ấy á, kể từ dạo ấy trở đi, Ngài có niềm tin với tam bảo vô biên. Và thưa quý vị, cái chi tiết này thì muốn nói với quý vị cái này để quý vị lo nha. Lo sợ, sợ đây không phải là sợ hãi. Mình chỉ có niềm tin với tam bảo khi nào mình đắc thánh quả, đắc sơ quả tu đà hoàng thì mình mới có niềm tin kiên cố. Ngày nào mình chưa đắc thánh sơ quả là ngày đó niềm tin về Phật pháp của mình có thể thay đổi nha. Quý vị đừng có nghĩ rằng là mình tin tam bảo là tuyệt đối, không phải. Nếu quý vị tin tuyệt đối là quý vị đắc thánh sơ quả. Thầy nói ví dụ nè, bây giờ mình sống đến 80 tuổi mình lúc nào mình cũng tin Phật hết á, nhưng mà chắc gì kiếp sau mình còn tin Phật. Cái rủi ro ở kiếp sau nó nhiều lắm. Rủi ro mình sinh vào một cái nơi nào đó không có Phật pháp, sinh vào một nơi tà kiến, gặp thầy tà bạn xấu, mình dễ khởi những cái ý bất thiện. Đó là thầy nói được làm người vậy nha. Chưa kể đến cái chuyện nhắm mắt chưa chắc được làm người, thì làm sao còn niềm tin tam bảo, rất là khó. Cho nên là chỉ có niềm tin tam bảo khi mình đắc thánh thôi. Thì khi mà Ngài đắc tam quả rồi, niềm tin tam bảo lúc nào nơi Ngài cũng là tuyệt đối hết á. Ngài Xích Tá này, Ngài có một cái đặc biệt mà Ngài được Đức Phật xác tín là đệ nhất thiết pháp á, là Ngài có một cái trí tuệ của một bậc tam quả rất là đặc biệt. Và Ngài có khả năng giống như là khả năng thuyết pháp. Ngài đi, mình nói là đi biện luận với lại những ngoại đạo á, và với cái trí tuệ của Ngài, Ngài làm cho người ta ăn sao cởi bỏ những cái tà kiến và có cái nhìn khác về Phật pháp. Và với cái trí tuệ như vậy, những cái khả năng thuyết pháp của Ngài như vậy, Ngài được Đức Phật xác tín là đệ nhất thuyết pháp nha, đệ nhất thuyết pháp. Và có một câu chuyện thế này, quý vị đọc những cái dòng cuối cùng á. Giờ lâm chung, chư thiên đến viếng và khuyên Ngài Xích Tá nên ước nguyện làm vua cõi trời, nhưng Ngài từ chối. Trời ơi, mình ước nguyện mình làm vua cõi người này là mình còn quá lắm rồi phải không? Mà Ngài làm vua cõi trời luôn, Ngài còn từ chối nữa, huống chi vua cõi người. Tại vì thưa quý vị, trong mấy cái bài kệ hồi nãy quý vị đọc á, trong cái lúc ban nhạc đọc á, quý vị có nhớ có một câu nè. Mấy cái bài kệ đó là khi mà thầy tôn kính Đức Phật á, thầy tôn kính Đức Phật trong lúc thầy nhập thất á, thầy rất là tôn kính Đức Phật. Nhập thất xong là thầy viết bảy cái đàn kệ hồi nãy mà quý vị hát đó, đó là ca ngợi tán thán ân đức của Phật á. Trong đó có một câu thế này nè: Ngài không ban cho con những gì con mong muốn, nhưng Ngài dạy cho con không còn gì mong muốn. Vị nghe câu đó quý vị hiểu không? Ngài không ban cho con những gì con mong muốn. Có khi nào quý vị vì lại Phật, xin Phật cho con trúng số mà quý vị trúng chưa? Chưa, phải không? Có vô lại Phật, ngày mai con đi thi rồi, Phật phù hộ cho con, tối nay con về con ngủ một giấc, con không học bài, mà ngày mai vô con thi đậu không? Phật có ban cái đó không? Không. Có khi nào quý vị xin Phật phù hộ cho mai cái tiệm của con mua may bán đắt không? Mà mai nó mua may bán đắt một cách bất thường không? Không. Vậy thì quý vị thấy mình xin Phật đâu có cho mình cái đó đâu. Đấy không? Phật không ban cho con những gì con mong muốn. Mà nếu mình nghĩ rằng là đạo Phật là đạo xin cho á, là mình hiểu lầm về giáo pháp của Phật. Phật không phải xin cho, nhưng Phật dạy cho con không còn gì mong muốn. Không còn gì mong muốn là không còn gì? Không còn tham. Cái mà không còn tham thì Phật có dạy không? Có không? Có. Mà Phật có cho mình gì mình mong muốn không? Không. Nhưng mà dạy cho mình không còn tham thì Phật có dạy không?
có. Đến một lúc nào đó quý vị không còn tham gì nữa, mà đến lúc nào Anaham, thánh quả Anaham mới hết tham dục nha. Ngày nào mình chưa đắc thánh Anaham là ngày đó mình còn có thể tham dục, tham ở qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân. Cho nên là mình nhìn về Đức Phật mình thấy đẹp không? Phật không ban cho con những gì con mong muốn, nhưng Phật dạy cho con không còn gì mong muốn. Phật dạy cho mình, nếu mình tu đúng pháp, đến một lúc nào đó mình có thể đắc thánh quả Anaham. Mà đắc Anaham thì lúc đó mới chính thức hết, hết tận gốc tham dục. Đó, hiểu cái ý đó, nhưng thầy là như vậy đó. Giống như có thêm cái câu Phật không giúp cho con thoát ra ngoài cái chết. Phật có giúp cho mình thoát chết đâu? Đâu có đâu. Rồi ai cũng phải, rồi ai cũng phải là tử sinh, là một nhịp cầu phải qua, rồi ai cũng phải đến lúc chết, thấy không? Phật có giúp cho mình không chết đâu? Không. Phật không giúp cho con thoát ra ngoài cái chết, nhưng Phật dạy cho con vô ý không sợ chết. Vô ý không sợ chết, vô ý là không có sợ. Đối diện cái chết con không sợ, thì Phật có dạy cái đó không? Có không? Có. Nhưng mà Phật có giúp cho mình không chết không? Không. Mình thấy đặc biệt không? Cho nên mình sợ chết là không phải là vì cái chết, mà vì cái tâm mình sợ chết đó. Đó, cho nên mình học Phật không phải là khả năng, không phải là cái mình hiểu là xin cho nha. Mà nếu mình xin Phật á, xin cho con học giáo pháp thôi, ráng mà học giáo pháp. Thì những ngày cuối đời trước khi Ngài mất á, mà chư thiên khuyến khích Ngài làm vua cõi trời, mà Ngài không, Ngài hướng về Tam Bảo thôi, Ngài đắc Anaham rồi. Và Ngài được Đức Phật xác tín trong một lần trong hội chúng á, là một vị đệ nhất về thuyết pháp. Tại vì cái trí tuệ của Ngài á, Ngài đem cái khả năng thuyết pháp của Ngài nha, Ngài giúp cho nhiều người lắm. Và Thầy thì là Thầy hay đi giảng pháp á, cho nên là Thầy thích đọc về cuộc đời giảng pháp của các Ngài Thánh Tăng, mà đặc biệt về giảng pháp, về trí tuệ, về đa văn như Thầy A Nan, về trí tuệ như Ngài Xá Lợi Phất, hay là về thuyết pháp như Ngài Phú Lâu Na, hay là như Ngài Sita này, hoặc cô gái lưng gù của chú Đức Tara. Tại vì Thầy thích đi thuyết pháp, cho nên khi mà nghe cái vị nào thuyết pháp á, mình thích lắm. Những ngày đầu tiên Thầy đi thuyết pháp á, quý vị, đây là sự biết ơn của Thầy dành cho Phật tử á. Sau này Thầy coi là những cái clip đó, sau này thầy bỏ hết rồi, thầy gỡ xuống hết rồi. Thuyết lúc đó hình ảnh thì nó xấu, giọng nói thì nó không có rõ, mà không hiểu sao Phật tử vẫn ngồi nghe mình nói nha. Thực sự rất là mang ơn. Lúc đó những tháng ngày đầu tiên Thầy đi giảng á, mười mấy năm trước rồi. Thầy đi giảng năm 23 tuổi là bắt đầu Thầy lên pháp tòa giảng. Dĩ nhiên là những cái ngày giảng đầu tiên lên pháp tòa chỉ mong hết giờ thôi, chứ vì không hết giờ không còn gì để nói. Nhiều khi nói vui vậy đó quý vị, nhưng mà vậy đó. Mà sau này á, từng ngày đi qua cái mình mà mình sửa từ từ á. Và Thầy nghĩ rằng nếu mà Thầy thuyết pháp á, Thầy mới giúp được nhiều người. Dĩ nhiên là trong Phật pháp á, mỗi vị mỗi cái hạnh riêng, cái hạnh nào cũng đáng cao quý hết trơn á, giống như cái khuynh hướng của các vị. Nhưng mà Thầy nghĩ rằng là cái duyên của Thầy, Thầy thích về đi về giảng pháp. Và Thầy nghĩ mà Thầy mà giảng pháp thành công á, thì sẽ giúp cho nhiều người biết đến Phật pháp. Nhưng Thầy chọn con đường giảng pháp, mà khi Thầy chọn á, Thầy nguyện giảng pháp, thì Thầy sẽ đầu tư nhiều vào con đường giảng pháp vậy thôi. Giống như hồi nãy Thầy nói, quý vị muốn học tâm từ thì quý vị sẽ đầu tư vào tâm từ, muốn đa văn thì quý vị phải lo học, đúng không? Thì thôi bây giờ mình học về Ngài Xích Tá một chút như vậy nha. Bây giờ mình sẽ qua ngày thứ hai. Chú chàng ngày này hay dữ lắm đây nè, mà thời gian còn bao nhiêu phút đây. Mình học ngày này khoảng nửa tiếng đi nha. Ngày Hathaka. Ngày Hathaka này á, được Đức Phật xác tín là đệ nhất hành trì tứ nhiếp pháp. Quý vị biết tứ nhiếp pháp là gì không? Tứ là bốn, nhiếp là gì? Nhiếp là nhiếp phục, là cảm hóa. Bốn pháp nhiếp phục cảm hóa người khác. Nói ở ngoài là giống như là đắc nhân tâm vậy đó nha, đắc nhân tâm để giúp cho người ta quay về với Phật pháp. Có bốn pháp giúp người ta quay về với con đường chánh kiến, quay về với con đường chân chánh, quay về với con đường Phật pháp, để họ bỏ cái tà kiến, để họ quay về với Phật pháp. Thì bốn pháp đó gọi là tứ nhiếp pháp, được chưa? Tứ nhiếp pháp là gì? Thứ nhất là bố thí, thứ hai là ái ngữ, thứ ba là lợi hành, và thứ tư là đồng sự. À, quý vị nhớ nha, bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự là bốn cách đó đưa người ta về với đạo. Nó dễ hiểu vậy đi: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Có những người, có những vài trường hợp nào đó mình đưa người ta vào đạo bằng cách bố thí.
Nhiều khi mình nói vui nha, con đường đi tới trái tim là thông qua bao tử. Có những cái lúc á, mình cho người ta ăn, xong mình nói người ta nghe. Không phải trường hợp nào mình cho người ta ăn nói cũng nghe nha. Có những cái trường hợp á, lạ lắm, mình cho quà người ta, nói xong người ta nghe. Thì dĩ nhiên là đâu đó có nhiều cái trường hợp khác nữa, nhưng có một số cái trường hợp muốn người ta nghe là có cái quà cho người ta. Ở đây á, ở Sài Gòn mình ít cho quý vị, ở một số cái vùng quê á nha, một số chùa á, khi mà tổ chức khóa tu là thường là kết hợp với lại tặng quà. Để tặng quà dĩ nhiên là món quà tinh thần một chút nhỏ nhỏ nào thôi, vừa là quà để cho họ vui mà cũng là cái duyên để cho họ về họ nghe pháp nữa. Thầy biết có những đạo tràng tu tập á nha, giảng pháp mở khóa tu mai tới hết, bữa đó lên chương trình ca nhạc cái người ta tới hết trơn, lên ầm ầm hết trơn, rất nhiều. Cái khuynh hướng là thích nghe nhạc hơn là thích nghe pháp. Đúng không? Quý vị lên mạng, quý vị thích nghe nhạc buồn hay nhạc Phật hả? Ngày nào mà thích nghe nhạc tình sầu đứt ruột là trong lòng mình là đứt ruột tình sầu lắm á. Trong lòng mình vậy á, mình đi tìm cái bên ngoài nó vậy nha. Mình mà thích sao là bạo động á, mình thích coi những cái phim mà hơn thu giết chóc mà đẫm máu lắm. Còn trong lòng mình mà từ tâm á nha, mình coi cái cảnh đó mình coi không được. Có lâu lâu thầy lên Facebook á, thầy có coi cái clip cái ông đó ông chuẩn bị cầm dao á, cắt cổ gà, chuẩn bị tới đó xong cái thầy coi không được quý vị. Thầy tắt cái thầy đi qua cái clip khác. Dù mình biết là cái đó là cái đoạn phim mới đó, người ta quay lại hoặc là cái cảnh mà một cái quay cái nào đó người ta cắt cổ gà, cắt cái này cái kia, tự nhiên coi cái chỗ đó mình không nỡ để mình coi. Mình trong lòng mình nhói cái nhói nhẹ cái thôi đi qua, coi không được. Thì ở đây á, quý vị biết làm có những cái trường hợp mình đưa họ vào đạo bằng cái việc bố thí. Và có những cái trường hợp mình đưa họ vào đạo bằng ái ngữ. Ái ngữ là sao? Ái ngữ nói dễ hiểu nào? Là lời nói đúng pháp, lời nói thứ nhất là đúng chánh pháp, và lời nói nhẹ nhàng nhu nhuyến, đúng chánh pháp và khéo léo đưa họ về đạo. Thầy biết có những Phật tử nha, họ về chùa đôi lúc giai đoạn đầu nha, có thể họ chưa hiểu pháp gì đâu, mà tại vì họ nghe thầy đó, cô đó, Phật tử đó nói chuyện sao mà dễ thương quá, họ về chùa bởi vì cái người đó nói chuyện dễ thương nha, chứ chưa hiểu đạo gì đâu. Cho nên ở đây thầy có một cái nội quy mà Phật tử nào mà vô trong đạo tràng mới biết thầy có cái nội quy thầy đưa ra cũng nhẹ nhàng thôi. Tất cả các bạn phụng sự trong ban nhà bếp, trong ban giữ xe, trong ban chánh điện, hoặc là tất cả các bạn nào mà phụng sự cho đạo tràng tu tập ở đây á, là chuyện gì xảy ra không biết, nhưng mà phải luôn luôn nhẹ nhàng, ái ngữ nói chuyện nhẹ nhàng và lễ phép, lịch sự, lễ phép. Thì dĩ nhiên thầy biết là mỗi tháng mình có đến 5 khóa lễ, 5 khóa tu, mà mỗi khóa 700-800 người như vậy thì thế nào nó cũng có cái chuyện trục trặc xảy ra. Nhưng mà thầy mong là ít nhất có thể cho thầy. Ví dụ như thầy nói với cái ban nhà bếp á, là hay nấu ăn cho đại chúng ăn. Lỡ hôm nào mà cái người nào trong ban nhà bếp mà buồn bực cái chuyện gì đó nha, thì ngày đó mình đi ra ngoài ghế đá, mình ngồi mình nghỉ ngơi cho nó khỏe, mình thở cho nó khỏe đó. Rồi khi nào mình hết buồn, hết giận á, thì mình hãy vô. Chứ vô lúc đó mình phun ra là phun trâu nhãn ngọc, mà này mình phun lửa ra không à. Tại vì cái người ở trong nhà bếp hồi đôi lúc còn dễ nóng, còn tội nghiệp lắm, mình thông cảm. Nhưng mà không phải vì trong nhà bếp mà muốn nói gì nói. Cho nên thầy nói là mình phải tập làm sao á, là đôi lúc Phật tử á, có người lên chánh điện nghe pháp, họ về chùa họ tu. Có khi họ thấy Phật họ về họ tu. Có khi họ vào một cái buổi lễ nào mà lạy Quan Âm họ về họ tu. Buổi lễ sám hối họ về họ tu. Và có những người họ vô chùa họ thấy mấy anh chị giữ xe họ vô tu. Chị ơi chị xuống giữ xe, chị đi từ từ vô, chị dắt tắt máy xe nha. Cái cách mình nói chuyện xong họ về chùa họ tu luôn. Nó quan trọng dữ lắm nha. Cái này là thầy được quý thầy lớn dặn với thầy vậy đó. Lúc mà thầy mới đi học xong, thầy bắt đầu thầy đi giảng dạy, quý thầy nói con ở chùa hay là con tiếp xúc với Phật tử, lúc nào con cũng thương kính họ, tôn trọng họ, ái ngữ với họ. Nên là lúc nào mình nói dễ dàng, nhẹ nhàng, dễ thương nhất với người đó. Và đôi lúc mình nói có một câu vậy, họ bỏ không được. Bỏ không được ở đây là gì? Họ không bỏ chùa được luôn. Phải thấy vậy. Cho nên quý vị mặc áo lam á nha, quý vị muốn đưa họ vào chùa, về với Phật Pháp á, đôi lúc cái lời nói của quý vị đưa họ về Phật Pháp. Nhiều khi họ thấy mình, trời ơi, chị tu chùa nào vậy? Chị dạ thì chú cái chùa đó em. Dạ rồi, em thưa chị, em không đi tới đó. Sao vậy? Em nhìn chị em sợ quá luôn rồi. Do mình người đó không tới chùa đó. Người ta, tại vì người ta hay chụp mũ là gì? À, thầy tu ở chùa đó, Phật tử tu ở chùa đó mà ăn nói vậy xong là họ cho nguyên cái chùa đó vậy luôn. Nhiều khi họ nói thêm câu nữa, ủa thầy nào, sư phụ nào mà dạy cho em vậy nữa. Nhưng mà họ đâu có nghĩ rằng là đó là cá nhân. Mình thấy không? Cái ái ngữ quan trọng lắm nha. Hằng ngày mình nói với nhau mà, mình nói với nhau về cái chuyện thường là qua ngôn ngữ mà.
mà cái cách mình nói chuyện á, mà dĩ nhiên không phải là mình định nót gì cả, mình nói một cách ái ngữ nhẹ nhàng đúng pháp. Và ở đây thầy cảm nhận đó nha, là có những người họ có những cái giọng gọi là truyền cảm, truyền cảm. Còn mình á, thì có cái giọng là truyền nhiễm. Mình là truyền nhiễm chứ không có truyền cảm. Thầy nói ví dụ vậy. Cái người mà có cái giọng truyền cảm á quý vị, họ nói ra mà bằng cái tấm lòng chân thật của họ, rất là dễ đi vào lòng người. Dạ. Thời Phật á, có một vị thánh, ngài là đệ nhất diệu âm. Đệ nhất diệu âm là ngài nói một cái, quý vị biết không? Ngài mà nói ra một cái nghe, nói vui là người ta mềm lòng liền. Ngài là vị thánh á, nhưng mà ngài mắc vô cái nghiệp gì, quý vị biết không? Ngài lùng túng á. Tại vì kiếp trước ngài làm kỹ sư xây dựng. Ngài xây cái tháp cho Phật. Người ta cúng quá trời cúng, xây tháp to lớn lên để làm chi? Tôn kính Phật. Ngài á, xây gì xây cao dữ, bớt đi. Rồi, bữa sau người ta cúng tiếp, xây gì xây cao vậy, thờ không tâm được rồi, xây gì xây cao dữ vậy. Người ta muốn cho cao, mà một vị Phật quá xứng đáng, còn ngài muốn gọt không? Cái tâm của ngài muốn gọt sau ngài sinh ra còn có một khúc luôn. Ngài là cúng ta cá, là người lùng. Và ngài lại có cái phước đặc biệt lắm quý vị. Là ngài có cái giọng nói đệ nhất diệu âm, là tại vì có một kiếp á, ngài làm con chim cu gáy á, ngài thường mang trái cây và ngài hót ngài cúng dường cho Phật, ngài hót ngài cúng dường cho Phật á, cho nên là ngài có cái phước vậy đó. Là sau đó có một kiếp ngài sanh lên chư thiên tiếng vang, sanh làm chư thiên rồi ngài sau đó ngài xuống làm người. Thì khi mà ngài làm người á, là cái thân ngài thì thấp, mà ngài giọng nói của ngài á là rất là hay. Hôm đó ngài đi khất thực á, có một cô gái thấy ngài lùng quá, mà ví dụ như lùng vừa vừa thì không sao, cái gì mà mọc quá nè, ốm quá nè, cao quá, thấp quá nha, cái gì quá mức á thì có thể nó liên quan đến cái nghiệp. Thì ngài là ngài lùng quá mức. Bữa đó ngài đang đi khất thực, có một cô gái nhìn ngài cười, giống như cười cái tướng của ngài á, cô cười xong nha, ngài nhìn cái đề mục, thấy cái răng của cười, nụ cười của cô ngỡ hàm răng rồi đó, ngài lấy cái đề mục đó ngài tu luôn, đắc thánh luôn trong cái nụ cười đó luôn. Bữa nào chưa nắng mình giả bộ mình đi cười cười ngoài đường thử coi có ai nhìn mình như vậy không nha. Nhưng mà ngài có cái giọng nói là đệ nhất diệu âm. Và vì ngài nhỏ con như vậy, quý vị quý thầy á, quý thầy chưa đắc thánh á, có người tới giỡn với ngài, người thì nhéo tai, người thì bóp mũi, người thì xoa đầu, rồi nhiều khi giỡn ngài, quý vị biết giỡn sao, bê ngài á dục qua dục tới dục lui, mà đâu biết ngài đắc thánh đâu. Cho nên sau này Đức Phật đã xác tín là ngài là bậc thánh đệ nhất diệu âm đó. Quý thầy sợ, giống như sợ là sợ bất kính với ngài. Đó thầy kể cái vị nào mà có lời ái ngữ là một cách đưa người ta vào đạo nha. Quý vị thương người, giúp người ta vào đạo, quý vị phải học nhiều cái lắm. Phải hoàn thiện chính mình, rồi từ cái đó đưa người ta vào đạo. Thứ ba là gì nè, bố thí nè, ái ngữ, lợi hành. Lợi hành là sao? Lợi hành á là mình làm gì cho họ có được lợi ích á. Ví dụ như là mình giúp cho họ một cái gì đó, cùng giúp cho họ có lợi ích, rồi từ cái lợi ích đó rồi mình đưa họ vào đạo, gọi là lợi hành. Còn đồng sự là gì? Đồng sự là nó nghĩa đen là mình cùng làm với họ, mình cùng làm với họ luôn. Họ làm đó mình cùng làm với họ, rồi từ từ mình khuyến khích họ, họ quay về với Phật pháp. Thì nói sơ sơ là như vậy đó nha. Thì ở đây ngài Hathaka này, ngài có một cái điều đặc biệt là đệ nhất về tứ nhiếp pháp. Là quý vị biết tại sao không? Đây bây giờ mình sẽ học về quá khứ của ngài. Có một lần ngài đi nghe Phật Thắng Liên Hoa thuyết pháp, ngài thấy có một cái vị cư sĩ nam được Phật xác tín là đệ nhất về hành trì tứ nhiếp pháp, cho nên ngài phát nguyện. Tất cả vị nào cũng đầu tiên phát nguyện, cả trăm ngàn đại kiếp trước rồi làm, tới thời Phật Thích Ca rằng cả ngài mới được cái quả vị đó. Hiện tại này nó bắt đầu nó cũng có một cái chút gì đó, nó cũng hơi là màu nhiệm chút nha. Tại vì cuộc đời của các bậc thánh á, rất là có nhiều cái chuyện mình gọi là đôi lúc ngoài sức tưởng tượng của mình. Thì ở đây khi mà Đức Phật xuất hiện, ngài gia chủ này khi xưa tái sanh làm thái tử nước Alavi. Trong nước có dạ xa Alavaka hành chuyên ăn thịt trẻ nhỏ, làm cả quốc độ lo lắng. Tức là lúc mà ngài tái sanh cách đây hơn 2000 năm á, thì ngài sinh, lúc này ngài sanh ra ngài làm thái tử. Nhưng mà lúc đó ở trong nước nó có một cái dạ xoa, mà cái vị dạ xoa này là thường ăn thịt của mấy đứa nhỏ á. Thái tử mới chào đời thì bị dạ xoa bắt cóc, tức là ngài bị dạ xoa này bắt cóc. Nhưng may có Đức Phật thu phục cảm hóa, thái tử mới an toàn khỏi tay dạ xoa. Phật giao lại đứa bé cho triều đình, vì giao từ người này sang người khác nên đứa trẻ được gọi là Hathaka. Hathaka là người trao tay,
cứ trao qua tay á, tại vì ngài bị dạ sa bắt. Đức Phật mới thuyết pháp cho dạ sa Alavatka này, và khi dạ sa Alavatka đắc thánh rồi đó, thì cái dạ sa này không có còn hại đứa bé nữa, mới trao lại cho ngài, ngài trao lại cho triều đình, chứ như trao qua tay á, cho nên ngài mới có cái tên. Cho nên thường thường á, có cái tên đó nó gắn với lại cái một cái sự kiện nào đó. Giống như thầy biết có một vị tên là Thương, cái vị đó tên là Nguyễn Thị Thương. Cái thầy mới hỏi, ủa cô tại sao mẹ cô đặt cô là Nguyễn Thị Thương? Thì cô giải thích như nào mà thằng biết thì khai giỡn nha. Cô nói là mẹ con á, sợ là sau này á, người ta không có thương con, cho nên đặt con là Thương, cho nên lúc nào gọi con cũng này Thương Thương, Thương cái Thương, Thương cái Thương, Thương cái Thương, nên gọi con lúc nào cũng Thương hết trơn, ý là vậy đó. Cũng như là thầy ở đây, thầy đặt pháp danh cho mấy đệ tử của thầy á, lót là chữ Tuệ nha. Cứ mỗi chú mà thầy đặt tên một cái là bao nhiêu cái tâm tình thương, sự tin cậy và sự trông đợi của thầy về cái tên đó. Khi mà thầy đặt cái tên đó là thầy có cái gì đó thầy đặt, thầy gửi gắm cái sự tin cậy, thương yêu của thầy và sự trông chờ của thầy trong cái tên đó của người đệ tử của thầy. Sau này á, khi mà Phật tử quy y nhiều quá, quy y nhiều rồi cho nên thầy đâu có biết mặt đâu, thì thôi thầy cứ niệm Phật xong thầy thả tâm của thầy, thầy đặt cái tên thôi. Thì giống như cái duyên của vị nào nhận cái tên đó. Ai chưa hiểu thì canh cái ngày nào mà tới khóa tu tới hỏi thầy nha. Có nhiều vị là có mấy cái tên đẹp đẹp đó. Ví dụ như thầy đặt tên là Lệ Hoa đi. Lệ Hoa, cái vị nào mà không có hiểu pháp á, lệ là nước mắt, bông hoa thường khóc. Thầy ví dụ con cũng dễ thương mà thầy đặt là Lệ Hoa là ý thầy nói con hay khóc đúng không? Đâu có đâu, lệ là đẹp, là một bông hoa đẹp đi, thầy nói ví dụ vậy ha. Nhưng mà mình nghĩ là Lệ Hoa lại là khóc. Hoặc thầy đặt cho một cái tên thiện đức hành đi, ví dụ thiện đức hành là một người rất là lành, hay khéo giỏi, có đạo đức nha, thường hành những điều đạo đức, thường hành những điều thiện. Thầy con đã khổ rồi, con đã khổ rồi mà thầy đặt con hành nữa, cuộc đời hành con rồi thầy đặt con hành nữa, đâu có hành này là làm nha. Con lần thầy đặt cái tên này mà thầy phải giải thích nữa, không là bị hiểu lầm. Thầy đặt là ví dụ như là Tuệ Bảo Khê đi, thì nói ví dụ vậy, Tuệ là trí tuệ, Bảo là quý báu, Khê là gì? Dạ Khê là cơm khê đó, rồi chất quất luôn. Khê là dòng suối nhỏ, hiểu không? Khê là một cái dòng suối nhỏ à, một dòng suối trí tuệ đẹp không? Một dòng suối trí tuệ, một dòng suối trí tuệ, một dòng suối rất là cao đẹp, quý báu. Tự nhiên chuyển từ dòng suối qua cơm khê đó, nên phải giải thích cái tên nó có gắn với mình cái gì đó nha. Thì ở đây á, ngày Hathaka có nghĩa là người trao tay, nó gắn với cái sự kiện á, là Đức Phật cứu ngài giảng pháp với cho dạ sa, dạ sa hiểu xong cái trao qua cho ngài, cái ngài mới trao lại cho triều đình, cho nên ngài mới tên là Hathaka đó. Ngày này á, biết ơn Thế Tôn đã cứu mạng con mình, Đức Vua nước Alavi cho Thái tử quy y và phụng sự Phật từ thuở nhỏ. Khi lớn lên trong một lần đi nghe pháp, Thái tử Hathaka đắc quả Anaham. Thì sau khi mà cứu được ngài thì Đức Vua biết ơn á, cho nên Đức Vua cho ngài quy y từ nhỏ, và một lần nghe pháp thì ngài đắc được thánh quả Anaham. Cái vị Hathaka này nè quý Phật tử, ông có tám cái đức tánh rất là vi diệu, và trong bài thầy gửi cho quý vị đó nha. Tám đức tánh gì? Có tính, có giới, có tàm, có quý, có văn, có thí và có tuệ. Như vị đọc bảy cái đầu tiên, quý vị biết bảy cái đó là cái gì không? Bảy cái đầu tiên có tám cái nha, trong cái thứ tám là ích dục. Nhưng mà bảy cái đầu tiên, quý vị biết bảy cái đó là cái gì không? Tính, giới, tàm, quý, văn, thí, tuệ. Bảy cái đó gọi là thất thánh tài đó. Thất là mấy? Thất là bảy. Thánh là bậc thánh, tài là tài sản. Bảy tài sản của bậc thánh, hay mình nói dễ hiểu vậy nè, muốn làm thánh thì có bảy cái đó. Đó. Còn mình muốn làm phàm phu thì có cái gì? Tham, sân, buồn, giận, ham ăn, ham ngủ, ham chơi, ví dụ vậy. Có bảy cái đó là làm phàm phu, ví dụ vậy đi. Còn muốn làm thánh thì có tính, giới, tàm, quý, văn, thí, tuệ. Bảy cái đó gọi là bảy tài sản bậc thánh. Muốn phát triển đạo đức, muốn phát triển trí tuệ, muốn làm thánh đó, thì phát triển bảy cái đó. Tính là đức tin là tam bảo. Giới là những điều mà ngăn ngừa cho mình làm những điều bất thiện ở thân khẩu. Tàm quý là gì? Tàm tức là hổ thẹn, để mình đừng có làm những cái điều bất thiện. Quý tức là sợ hãi những cái lầm, sợ hãi những cái tội lỗi, để đừng có phạm những cái tội lỗi. Văn là gì? Học rộng, nghe nhiều, đa văn. Thí là gì? Sẵn sàng sẻ chia. Và tuệ là chánh kiến. Cái thứ tám là gì? Ích dục. Ông này đặc biệt không? Ông là cư sĩ, ông có tám cái đặc biệt, có tám cái tính rất là đặc biệt.
Và ông là cũng vị đắc A-la-hàm. Từ phẩm hạnh đặc biệt, ông luôn nhiếp phục được hội chúng to lớn nhờ tứ nhiếp pháp mà Thế Tôn đã giảng dạy, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Cho nên lúc nào ông cũng có hội chúng gồm 500 vị cư sĩ đi theo mình đến nghe pháp. Quý vị hiểu chỗ này không? Vì ông có cái khả năng á, là giỏi về bố thí nè, giỏi về ái ngữ nè, giỏi về lợi hành nè, giỏi về đồng sự. Cho nên khi mà ông đi nghe pháp hay là ông kêu gọi cái là có người tiền hô hậu ủng, phải không? Ông hô lên cái có người ủng hộ. Còn mình thì sao? Hô lên cái tụi mình biết riêng mình và ta biết riêng ta, rồi lủi lủi luôn. Mình làm gì cũng lủi lủi hết trơn á nha. Thiệt, có nhiều người quý vị để ý có phải không? Mà do đâu? Giờ hôm nay đi sám hối một mình nè, không có rủ nè. Tu là phải tu rủ à. Mình chẳng những không tu rủ mà mình còn tu rị nữa. Tu rủ là rủ người ta đi, tu rị là người ta đi, mình rị lại không cho người ta đi. Đáng lẽ người ta đi sám hối, thôi anh ơi, hôm nay anh đi uống cà phê với em không? Trời ơi, người ta đi sám hối, con nhà đi cà phê, thấy không? Hôm nay á, anh đi vô chùa, anh thực tập đi tu tập mà anh thực hành thiền định nha, anh thực tập 10 cái đề mục casino nha. Thôi anh đi casino với em đi. Trời ơi, người ta đi thực tập đề mục casino không đi, rủ ổng đi qua casino. Anh ơi, bây giờ hôm nay em ơi, anh hôm nay vô chùa anh tu tập để anh có trí tuệ bát nhã nha. Thôi anh đi chơi với em đi để anh có bát nháo khỏi bát nhã. Rồi sao? Cho nên á, thầy thưa quý vị, muốn có thính chúng á nha. Muốn có thính chúng nè, có quyến thuộc nè, có số đồng. Mà dĩ nhiên mình hướng họ về điều thiện á, là mình làm cái pháp thiện nào mình cứ khuyến khích người ta làm, mà có thính chúng. Nhiều người nghĩ à, thôi kệ con đi chùa rồi, ai đi đi kệ, ai có duyên đi, không có duyên thôi. Bây giờ thầy hỏi nè, ai cũng như mình rồi sao? Ai cũng như mình rồi sao? Đúng không? Ai cũng như mình rồi sao? Nhờ cái phước á, mình khuyến khích mọi người đi bố thí nè, đi phóng sanh nè, đi tu tập nè, đi nghe pháp nè, đi sám hối nè. Mình khuyến khích càng nhiều người trong cái vòng luân hồi, mình cứ bổ túc như vậy. Sau này mình sinh ra lúc nào là mình cũng có thính chúng. Là có nhiều người thầy biết nha, cả đời cô độc, hoặc cùng lắm có một hai người bạn, mà đa phần là bè nhiều. Mình gọi là bạn bè chứ đa phần là bè nhiều. Thế ba quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vì bây giờ quý vị có cái gì đâu mà tôi làm bạn của quý vị. Thế ba nó khóa máy mất tiêu rồi. Cho nên là trong cuộc vui không biết ai là bạn, trong hoạn nạn mới biết bạn là ai. Lúc mà hoạn nạn mình mới biết ai là bạn của mình. Mà thường đó, thì mình không có Phật Pháp đó nha, mình không có đạo đức. Đến với nhau bằng những cái điều chân tình đạo đức đó, thường mình đến với nhau dễ dắt nhau đi đâu, đi xuống lắm. Thì ở đây là quý vị thấy cái ông Alavatka này nè, cái ngài Hathaka này, ngài có đông cái hội chúng lắm. Là tại sao? Là ngài dùng tứ nhiếp pháp, ngài khuyến khích họ qua bố thí, ngài khuyến khích họ và ái ngữ. Bài học này là bài giảng về ngài này, nghe là thầy rất là thích, thầy thích giảng cái bài tứ nhiếp pháp lắm. Tại vì đây là cách gì? Độ sanh đó. Bây giờ nhìn ra chùa của mình coi phải không? Đang làm mấy cái này không? Mày coi có phải không? Ở đây mình có bố thí không? Đó. Có thầy đang dùng cái đó. Mà mình dùng cái đó với cái chủ ý gì? Ví dụ như thầy nói là Phật tử về chùa họ ăn cơm, họ ăn bữa cơm, họ ăn tô bún riêu, họ ăn tô hủ tiếu với mình đó nha. Mà họ đâu phải họ không có tiền họ mua đâu, nhưng mà họ cảm giác họ về họ ăn ở chùa họ vui lắm. Vô lễ Phật ra ăn tô bún, họ cũng có cảm tình với chùa, họ cũng có cảm tình với Phật. Đầu tiên đôi lúc vậy thôi cái đã cảm tình trước cái đó. Rồi họ mới thấy cái bảng ở đây mỗi tháng có khóa tu 14-30, có sám hối. Chết rồi, thầy nói cái này bị lỗ hết trơn rồi. Đó. Nên sao thầy phải đề cái bảng? Là vì thật sự có nhiều người họ thích đi sám hối, hoặc là họ thấy ở gần nhà họ không có cái chùa gần đó, mà họ đi xa không được, thì nói ví dụ vậy, thì mình tạo cái duyên cho họ đôi lúc qua cái việc bố thí đó đó. À, mà họ về với Phật Pháp. Sắp tới đây á, quý vị sẽ được dự lễ Phật Đản. Lát nữa thầy thông báo chương trình cho quý vị tuần lễ Phật Đản luôn. Quý vị trong một tuần đó quý vị sẽ được bố thí pháp nha, được quý ngài bố thí pháp cho quý vị. Trong các loại bố thí nè, đây thầy sẽ dành 2 phút thầy nói về cái tối thượng của tứ nhiếp nè. Tối thượng là cái cao tột của tứ nhiếp nè. Tối thượng của bố thí là gì? Là pháp thí. Nhớ giùm thầy nha, tối thượng của bố thí là pháp thí. Mình có tài thí nè, có pháp thí, thì pháp thí mới là tối thượng. Tại vì khi mình cho pháp á, người ta mới dứt gốc khổ. Tối thượng của ái ngữ là gì? Nghe cái này mà mê luôn nè. Thầy nghe cái câu này thầy mê luôn. Tối thượng của ái ngữ là tiếp tục nói pháp cho những ai hy cầu còn muốn nghe.
tức là cái người đó còn muốn nghe pháp. Nói tiếp, nói tiếp, hôm nay mình nói đến 10 giờ luôn mình mới nghỉ mà. Nói vui vậy thôi, mới hù hù vậy thôi là quý vị sợ rồi đúng không? Tức là tiếp tục nói pháp cho họ nếu họ còn muốn nghe. Thì đó là tối thượng của ái ngữ. Tối thượng của lợi hành là gì? Là quý vị nhớ trong thầy bốn chữ: tính, thí, giới, tuệ. Tối thượng của lợi hành là giúp họ chưa có đức tin, giúp cho họ an trú trong đức tin tam bảo. Họ chưa có biết làm phước bố thí, sẽ chi mình hướng dẫn cho họ biết, sẽ chi biết làm phước. Họ chưa biết giữ giới, mình hướng dẫn cho họ giữ giới. Họ chưa có chánh kiến, mình hướng dẫn cho họ có chánh kiến, có trí tuệ. Thì như vậy gọi là lợi hành, tối thượng của lợi hành. Tối thượng của đồng sự là gì? Là giúp cho họ đạt được thánh quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thì đó gọi là tối thượng của tứ diệu pháp. Cái này nó hơi chuyên môn, đáng lẽ thầy phải giảng kỹ ha. Thôi nói lướt vậy đi. Mình hôm nay mình học về sử của hai ngày, chứ thật ra giáo lý cũng nhiều á. Nãy giờ tới cái đoạn mà nói giáo lý thấy có vẻ quý vị hơi bơ bơ đúng không? Đó là thầy cũng giảm giá lắm rồi đúng không? Thì giờ rảnh rỗi, ngài Thái tử thường xuyên đến thăm, vấn an sức khỏe và hỏi pháp nơi Đức Phật. Ông phụng sự cho Phật và tăng đàn đến suốt đời, rất là cảm động. Nhờ nhiều thiện nghiệp, khi mạng chung ông được sanh lên cõi trời Quảng Quả Thiên, luôn được chư thiên ái mộ, thân cận học pháp. Phước không? Ở cõi người, nhiều người xung quanh học pháp, tái sanh lên cõi trời, chết lên cõi trời rồi cũng chư thiên cũng quanh ông học pháp. Và đây quý vị chuẩn bị học ba điều của ông nè. Sau khi mà ông lên cõi trời rồi đó nha, thì ông mới quay xuống lại, ông đảnh lễ Đức Phật. Và ông mới thưa với Đức Phật là có ba điều mà ông cảm thấy chưa có đủ. Ba điều ông cảm thấy chưa có đủ. Và ba điều đó là gì? Khi vị thiên tử trở lại nhân gian đảnh lễ Thế Tôn, ông tâm sự khi lâm chung còn ba điều chưa được thỏa mãn và mong muốn được làm thêm. Đó, tức là ông mong muốn có ba điều ông muốn được làm thêm. Thứ nhất, được yết kiến Thế Tôn, tức là được gặp Đức Phật, được nghe diệu pháp và được phục vụ chư tăng. Cảm động không? Một cái vị thánh cả đời phong phụng sự cho tam bảo, đắc thánh quả, đưa biết bao nhiêu người về với Phật pháp. Ngài trước khi mất, ngài nói con có ba điều mà con cảm thấy con làm rất là thiếu, con chưa cảm thấy đủ. Thứ nhất là được gặp Thế Tôn, gặp Đức Thế Tôn bao nhiêu cũng không đủ. Thứ hai là con nghe pháp bao nhiêu cũng không đủ. Và thứ ba là được phục vụ chư tăng bao nhiêu cũng không đủ. Và ngài cảm thấy là có ba điều này con làm chưa có đầy đủ được. Cảm động không quý vị? Ngài có cái phước ngài được gặp trực tiếp Đức Phật. Và dĩ nhiên mình phải biết là những vị này á, là mình biết, mình nói thôi vui là gia thế của các ngài là khủng lắm. Gia thế nhiều kiếp đó nha, là phước ba la mật. Phước của các ngài là ngút ngàn, trời cao, biển rộng, đại dương mênh mông bao la. Mình phải dùng những cái từ như vậy. Cuộc đời của các ngài là lộng lẫy, là lung linh, là huy hoàng, là phước nào cũng ngút ngàn, ba la mật nào cũng là vĩ đại hết đó. Vậy đó mà trước khi mất á, ngài nói con cảm thấy chưa đủ. Khi con những lần con gặp Thế Tôn không đủ, con cảm thấy nghe pháp không đủ, và con thấy những cái lần mà con phục vụ chư tăng con vẫn thấy chưa đủ. Dù ngài là bậc thánh, ở đây tự mình xét lại, có cơ hội phụng sự cho tam bảo, có cơ hội phụng sự, có cơ hội tu học theo Phật pháp là cái gì đó phần phước của đời mình lắm quý vị. Thì sau đó có một duyên sự giữa thính chúng thì Đức Phật tán thán và xác tín ngài là đệ nhất hành trì tứ diệu pháp. Đó thì thôi, vừa rồi là thầy gửi đến quý vị cái cuộc đời của ngài Hathaka Alavaka, đệ nhất về hành trì tứ diệu pháp căn bản như vậy. Để hiểu rõ hơn, quý vị có thể tìm nghe những câu chuyện về các bậc thánh trong những cái clip mà thầy kể. Quý vị cứ thấy cái clip mà ghi là chuyện kể Phật giáo 1, chuyện kể Phật giáo 2 đó. Tức là thầy kể theo số thứ tự. Thì thầy mong muốn là sau này sẽ kể cả trăm, cả ngàn, cả trăm, cả ngàn cái câu chuyện về chuyện kể Phật giáo như vậy. Thì trước khi mà, lát nữa trước khi mà hồi hướng rồi kết thúc, thì như định kỳ hàng tháng thì thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị thực tập thiền rải tâm từ một chút, rồi sau đó quý vị sẽ hồi hướng rồi nghỉ ạ. Rồi kết thúc cái bài pháp ở đây.